công bố danh sách công an ép cung người tù oan tin từ Bắc Giang. Một danh sách gồm 7 cán bộ điều tra được cho là đã tạo ra bản án chung thân cho người tù oan vừa được công bố hôm 7 tháng 11 năm 2013. Một người đã qua đời, 6 người còn lại đều phải làm bản tường trình toàn bộ sự việc theo lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Phạm Văn Minh. Số cán bộ có tên trong danh sách nói trên gồm các ông Thái Xuân Dũng, Phó Phòng Cảnh sát Điều tra, hiện là Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Lê Văn Dũng, Phó Phòng Cảnh sát Điều tra, nay là Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Ma túy, Nguyễn Đình Dung, hiện là Phó Trưởng Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Trần Nhật Luật, hiện là Phó Trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Đào Văn Biên, Phó Trưởng Phòng Phòng cháy 45 và Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng Phòng Công tác Quần chúng của Công an tỉnh Bắc Giang. Theo báo mạng Petro Times, ông Lê Văn Dũng là người trực tiếp chỉ huy cuộc điều tra vụ bà Nguyễn Thị Hoan bị giết, còn ông Thái Xuân Dũng là người ký tên vào bản kết luận điều tra vụ án để chuyển sang Viện Kiểm soát tỉnh Bắc Giang đưa ông Nguyễn Thanh Chấn ra tòa kết tội chung thân. Một điều tra viên khác tên Tân đã qua đời trong một tai nạn thảm khốc, coi như ít nhiều không còn dính líu đến vụ án oan. Một người khác cũng được nhắc đến là ông chánh án Nguyễn Minh Năng, người chủ tọa phiên tòa kết án chung thân người tù oan Nguyễn Thanh Chấn hồi năm 2004. Ông này cũng bị xe đụng hồi năm 2010 đến chấn thương đầu, hiện vẫn còn đang được điều trị. Theo Petro Times, ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang hiện nay cũng không thể thoái thoát trách nhiệm trong vụ án oan. Lúc đó, ông này là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Điều tra của Công an tỉnh. Sau 10 năm, tất cả các cán bộ điều tra bị tố đã đánh đập, hành hạ, ép cung, buộc nhận tội, dẫn đến hình phạt chung thân và 10 năm ngồi tù oan ức của ông Nguyễn Thanh Chấn đều được thăng chức, lên lương vùng vụt. Lời kể của ông Chứng nói rằng các cán bộ điều tra kể trên không cho ông ngủ, không ngớt lời dọa nạt, đánh đập, buộc phải nhận tội giết bà Hoan. Ông Chứng còn bị buộc tội, phải đi tập lại màn diễn dùng dao đâm nạn nhân cho đến khi thành thạo để họ quay phim. Nghe đầu, một số cán bộ điều tra kể trên đã phủ nhận trách nhiệm trong vụ bất cung khiến ông Nguyễn Thanh Chứng phải ngồi tù oan suốt 10 năm đằng đẵng. Dư luận còn cho rằng những cán bộ đứng đầu hệ thống công an, viện kiểm soát của tỉnh Bắc Giang và Trung ương thay vì nhận tội trách nhiệm đã đổi giọng ca ngợi nền công lý để giúp họ phơi bày sự thật trong vụ án oan nói trên.